Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cấn, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lầu Bá Trù về hành vi đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ngày 11 tháng 8, tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Đậu Xuân Trung, sinh năm 1980, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đang có hành vi nhập cảnh trái phép. Đối tượng Trung khai nhận được Lầu Bá Trù, sinh năm 1989, trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tổ chức đưa nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam, với số tiền công là 3 triệu 500 nghìn đồng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trù đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đưa người vượt qua biên giới trái phép.